với mô lực thành lý cảm này cả triếm ổng cá xâm rạp cả trở lại tốt nước nông bởi tỉnh Campuchia. Bởi rì chiên nà chạc Campuchia sẽ thật nước đồng bọn Azi Akhne này ốc bà thuyết ảnh đồ chấn. Đã chiếc bởi tỉnh mũi khả nông chùm nông bởi tế đại nghề rộng cửa, đòi cửa mà hòn rái tràn chiên kế nơi Azi Akhne. Bọn đánh phim trị đại cụ triếm bằng ca này Campuchia, PPC, trở bát bằng ca lãng nơi chân năm bì bọn đắp rằm phí. Còn các vị thi bằng ca xâm mặt tập hiếp đựng nôm ạ nụ vót đòi mù lật thán, đâm bấy riêng trong sự ca mập hiếp xâm rạp trái tốp, nâng sẽ đá lãng vĩnh bì cụ mà hòn rái nơi Campuchia. Các vị thi nơi nông bộ tế Campuchia, cứ chỉ phải mùi nơi các vị thi thân ác đồng bọn nơi bọn đánh phim trị đại cụ triếm bằng ca ACAPP, đại bán ạ nợ vót nước nông protect chùm nguồn bàm bíp xe hình tiết, đồ chìa Myanmar, Philippines, Nepal, Sri Lanka, Bangladesh, Lào, nâng Pakistan. Bọn đánh phim trị đại cụ triếm bóng ca Azi APP, trở bán xâm rộp xâm rúa đòi mẹ chạm đồ triếm bóng ca cụ mà hòn rãi Azi, quam trô bì mù lịch thị biến, nâng Melinda Gates, BMGF, nâng ca rìa lại tiếp nhạc nghe chùm nuôi mà nụ sở thoa rộ bò chù SAID, BAA, đòi miễn cây xa bọt bạt ca chùm mùi PPC, đã miễn cân nhạc ca mà thị ca chiếc cục rộng cổ mà hòn rài NCDM, về thị ca mà nụ sở thoa Campuchia CAF, nâng xâm quan xa mạc cùng xa hạ kìa thôn tốt nâng mật chùm Campuchia phát mệnh. Các vị thi rộ bò APP miễn cổ đào chùm bóng, cư bóng cát xa mặt tập hiệp đất nôm ạ nụ vót đồn mù lật thán, đâm bây riêng chôm xa ca mập hiếp xâm rạp trái tốt nâng xa đá lạng vinh bí cổ mà hòn rái nực nông bảo tế, đã miễn hà nịp hệ cổ nơ đồn bón ạ gì. ADPC, tại anh ta dốc chất tục đạn chui đó lưu ca triêm bóng ca tư nâng cổ mà hòn rái, mình tha tại nực nông bảo tế Campuchia thế cư nực nông đồn bón theo mùi tài mà nó. Bọt phí sao rộ bò ADPC cư chui เพื่ออย่างน่าเอาสถาบันหรืององค์การในขนมสลบรวมเตียงรัฐบาลพองมีนสมัติเพียบรัฐเพียบอาจช่วยดอกสไลการเงินได้เตะตรงหนึ่งกลุ่มมหันต์รายบ้านหน่อยกลุ่นไอ้จีพีเซ็ตปุ่งเร่งตะลือกาจุ่มพัดเอาตะลือกาปุ่งเร่งสมัติเพียบนั่งแต่มาดองผมร้องพีพีซีนี่คือ มีนสระสำคัญนั่นคือท่าดีมวยบ้านดอกกะดอกองค์การสังคมสิบเบิลขนมสลบ đó là các đó này bị sai ai cái chân bạn quy cho chơi thua ca chỉ mua những hàng một tay là thải bám đại chơi một pi ăn xì điểm tất cả những hàng nói chuyện nó cứ dương bạn thua ca luôn như bị phiền xá ở đây là dương nâng thua và to tiền nút cứ dương nâng chu bị phiền xá nơi nông nơi thạ chết đại miền đại khu tầng bấy hàng là thải bám hàng bị sai ai cái chân nâng hàng một đồng ong cá xong cùng sự vật hãy dương nâng của mô bò đồng miên nâng tới châu ruông và chúng chạy đồng lệch bọt về sáu chung mùi nâng thân nặng ra diệt chung mùi nâng krom bật tích APP country tiền của bay nâng tiệt hãy dương nâng tổ tuôn bàn ở bây để play để thăm mây để play để nâng nâng bật tích dương ở toàn miền hãy dương nâng chạy đồng lệch ở bây để chia bay trạc thích từ bộ quả đại hãy lớn đến vẹn thị bay ní dương của miên phan ca đấy dương nâng bật chung nế cho môi những partner đó để miền hàng ăn xịt ấm miền ai đóng trạm của phong để chỉ chuẩn bằng cố hơi nâng miền steering committee của bossy
châu rùm bà chôm đấy hay nâng miên ADPC Country Representative hay dân đoàn sốc phước bí bọn bà phê mấy đó bí bọn phê trăm đấy nhưng xin khâm tha bà hai chị đôn nơ đó là tầm nục chật rưỡng ông ca bà đầy tiết bắn tay phát bình nâng tờ ta dư bàn lùi ý tầm bây dù mà tìm một ca ca nghị rùm hoàn rái bước rùm hoàn rái ăn miên chọc đi viên nâng bà ca lăng là hồn chẳng bà tòa bì chùm nuôi dương tờ tè rô vị thi sắc phương mệnh tầm bây rô lùi nâng mọ ăn đồm bọt đói luôn ấy nâng ở bàn chẳng tờ tè riêng chọn phán ca bìa lời hay phán ca nước tờ tè chô rùm xa ca bì phía kì tè bây nâng ạ គណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយបានយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការរៀបចំនៅកិច្ចប្រជុំសម្រាប់សម្រួលជាប្រចាំជាមួយនឹងអង្គការដៃគូទាំងអស់ដែលអនុវត្តសកម្មភាពការកាត់បន្ថយហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយនៅក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជារួមជាមួយនឹងវិស័យឯកជនកិច្ចប្រជុំដែលធ្វើឡើងជាប្រចាំនោះគឺយើងធ្វើឡើងទាំងមុនពេលគ្រោះមហន្តរាយកើតឡើងអំឡុងពេលគ្រោះមហន្តរាយនិងក្រោយគ្រោះមហន្តរាយដែលនោះគឺជាឱកាស ដែលដៃគូពាក់ព័ន្ធទាំងអស់អាចធ្វើការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងការងារដែលគាត់បានអនុវត្តនៅមូលដ្ឋានទាំងខ្លួនហើយនឹងជាឱកាសដែលអង្គការដៃគូក៏ដូចជាអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់អាចចែករំលែកអំពីតម្រូវការដែលគាត់មានទន្ទឹមនឹងនោះដែរបន្ថែមទៅលើការប្រជុំសម្រាប់សម្រួលដែលយើងធ្វើជាប្រចាំនោះយើងក៏តែងធ្វើនៅសកម្មភាពរួមគ្នាផ្សេងៗជាច្រើន ទូយ៉ាងដូចជាការរៀបចំនៅទិវាជាតិសម្រាប់ការកាត់បន្ថយហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយទិវាអាស៊ានគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយបូកជាមួយនឹងទិវាអន្តរជាតិកាត់បន្ថយគ្រោះមហន្តរាយក្រោមការដឹកនាំនិងបញ្ជាផ្ទាល់ដោយអាដាមនីលដាមសេនីកតេសង្ហៈបណ្ឌិតគុនគីមទេសរដ្ឋត្រីអនុធានទី1គណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយដែលលោកគឺជាសេនាធិការផ្ទាល់របស់សម្តេចតេជោយុរ៉ុនត្រី ប្រតិបត្តិការនៃការឆ្លើយតបក្រុមហន្តរាយទឹកចំនួនក្នុងឆ្នាំ2022ត្រូវបានធ្វើឡើងដោយរលូននិងបានទាន់ពេលវេលាក្នុងការសម្រួលប្រជាពលរដ្ឋសម្រាប់សម្រាប់ផលដែលហ្វាសមិចយើងទទួលបានជាមួយនឹងដៃគូផ្សេងៗអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមហន្តរាយមានទី1យើងបានប្រោលពាក្យបណ្ដំបណ្ដាលដល់ពីកាលបួនដែលគេហៅថាប្រព័ន្ធប្រកាសឲ្យដឹងមុនជាមួយនឹងសហគ្រាសចំនួន 50 សហគ្រាសហើយបន្ទាប់ពីវគ្គបណ្ដំបណ្ដាលនោះយើងបានជ្រើសរើសឆាកវាឆ្នើម hay có chi mô đài muối đảm bay ao phục quạt chuối sọc sai bản to từ nhà xa clip xem xem đại quạt mình thọp vô đằng ra mà tên nhung tua cứ xong một piu niêu đó xa clip thùng thùng đại quạt miền thôn thiên tràn chuối bờ chi thả bị ca rồi muối có chi ở vậy xem xem đảm bay chuối từ đó phát mạch dương không ca vận triệp chấm nét đằng bản thay từ đó xa clip xem xem đảm bay cặp bản thoi hàng đi pay nâng phiệp khát bong đồng bọc phục quạt nơi pay đại chuột nơi cùng hòn trại ចូលរួមរបស់គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយជាពិសេសគឺគម្រោងរបស់ ADPC ដែលបានដាក់មកក្នុងប្រទេសយើងនោះយើងបានជួយជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យសហគ្រិនស្ត្រីនោះក៏ចូលរួមនៅពេលដែលឃើញពួកគាត់ចូលរួមជាមួយយើងឃើញថាគាត់មានចំណេះដឹងគាត់មានសមត្ថភាពគាត់អាចដឹកនាំសហគ្រាសរបស់ខ្លួនគាត់បានដែរគោលបំណងដែលយើងបានបញ្ចូលសហគ្រិនស្ត្រីច្រើនចូលទៅក្នុងការងារគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយព្រោះយើងឃើញថាស្ត្រីនិងកុមារគឺជាជនដែលងាយរងគ្រោះច្រើននៅក្នុងវិស័យហ្នឹងក្នុងនាមជា សមាជិកស៊ីអេសយើងមានអារម្មណ៍ថាមានសេចក្តីសប្បាយរីករាយជាមួយនឹងវត្តមានគម្រោង APP ដូចជា PPC បាទដែលបានចូលរួមនៅក្នុងការជួយពង្រឹងសមត្ថភាពដល់សមាជិកបណ្ដាញ CS ក៏ដូចជាអង្គការដៃគូនៅក្នុងស្រុកដើម្បីឲ្យពួកគាត់នឹងមានសមត្ថភាពក្នុងការឆ្លើយតបគ្រោះមហន្តរាយក៏ដូចជាការត្រៀមបម្រុងនិងការចូលរួមសកម្មភាពជាមួយនឹង PCDM ក៏ដូចជា NCDM ផងដែរជាអត្ថប្រយោជន៍នៃការធ្វើផែនការត្រៀមបម្រុងនៃការឆ្លើយតបគ្រោះមហន្តរាយចូលរួមចំណែកទីមួយគឺអ្នកពាក់ព័ន្ធភាគីពាក់ព័ន្ធនោះក៏បានដឹងមុន ត្រៀមនៅក្នុងការកាត់បន្ថយនៃហានិភ័យដូចជាការផ្តល់ព័ត៌មានជាមុនការត្រៀមព័ត៌មានជាមុនហើយនិងការត្រៀមសម្ភារៈអង្គការឆ្លើយតបហើយទី2ធ្វើឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធនឹងបង្កើនការទូទាត់ត្រូវការចូលរួមកាត់បន្ថយនៃហានិភ័យនឹងបើសិនជាហានិភ័យកើតឡើងនឹងកាត់បន្ថយមិនឲ្យលៀននៅកម្រិតទាបដែលអាចធ្វើទៅបានដែលធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលក៏រស់នៅកំពុងរស់នៅក្នុងតំបន់ដែរកើតឡើងគ្រោះមហន្តរាយ
Hà Sục Kiếm, nơi khách xin bởi hiệp. Các bị đám lại, khi mình đã bán đăng thà cả chỗ sắc xa ông bị cùng rộng PCC miền ạ thạ bà giỏi bà nà tê.
bản tuộc bị khiêm ban cho nữ phát mình ở vậy đã khiêm tự tuộc ban khiêm ban miên chấm đẹp đấng cứ ca bằng ca này phiệp crom hoàn tài đã bằng co là sản phẩm mà cha chỉ vật cam và chấm đẹp đấng chỉ tu từ bản tuộc bị khiêm ban sắc xa liên sâu cho mùi nâng cùng rồng PPC thua dưới miền sản phẩm phiệp thì mũi cứ ai cực crom riệp chọn phải là cả hạ rành vật thổ hay nâng thua ai đồng nga cả chỉ vật cam dương làng vinh bọn tốt bây giờ bán sắc xa chứ mùi nâng cùng rôn PPC máu khơi thà dương miên ca prong bởi giặt tràn tì mùi cứ ca bia luôn tì mùi cứ ca bia mình ai tực lịch đại miên tực chủng nguồn chỉ vì xe nâu ở tế Campuchia nâu đồ đồ xa tay tại miên tực chủng nguồn chân ca sang xong ạ kia bọc nhóm cứ ai pot hay chạy tranh bì đồng bon để miên cơm hoàn trái cắt làng hay ở đây đã dầm khăn bần to tiết nâng cứ cả sạp bùa đồng miên cơm hoàn trái để bàn cắt làng đã chia bùa miên bọc thom xâm rạp bài bóng bọc ôn dư ai chạy tranh phát bì đồng bon cổ thân ạ mần tay bần nâng tiết khi bàn thưa cái ca nghiệp sọp sai chứa mùi nâng rịa rõ thà phí bà phong đá đồng bày kiêng cô bà mai bà mô trọc xâm bắt mùi chùm nuôn đồng bày chuối đó chuồn rộng cổ khiêm xùm nôn bộ ai cùng rộng PCC bằng tòa tiết nâng cư tha vì miên ạ thạ bà giỏi khăn bình tên xâm rạp bà chi chuồn cảm bà chi dư chỉ ruộng cùng rộng PPC chùm hiện tịp bí bàn chuối đó đáy cư bẹp bọn tiền ớ nông ca nghi triêm riêp chom xâm rạp chlai tốp nâng sạch đà lăng vinh bà cộp đòi bà sợ tập hiệu cụ tạm rồi dạ cách xa cả đáy cư đò rừng muốn nông ca bùng rừng xâm rạp tập hiếp đâm bấy riêp chom cô nội dụng bái ca cháy rộng lệch bọt bí sáu nâng chùm nè đấng rô viên rò tha phí bá ông ca xung cung xì vấn nâng vi sai ai kì chun lưu ca nghi cục rộng nâng chlai tốp cụ mà hòn trái lưu bí nì tiết cùng rộng cổ bàn lưu công phu tu nì tì đò xung khăn rộ bọ phía kì bẹp bón nông ca kia cô thôn thiên xâm rạp bùng rừng mù lật thà nì dựa cắm lưu ca cục rộng cụ mà hòn trái bà cộp đáu nì rõn rạp hiếp Phơ ai ở chi vật cam căn tay bỏ xa lần Đồng hát của tớ đặt mùa hàng.